Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Chiều ngày 8 tháng 9, Hari Won đã chia sẻ thêm lý do cô và Trấn Thành không thể tiết lộ thông tin người chuyển khoản trong sao kê ngân hàng. Chiều ngày 7 tháng 9, MC Trấn Thành khiến mạng xã hội chú ý khi công khai hơn 1.000 trang sao kê số tiền từ thiện miền Trung hồi tháng 10 năm 2020. Sau đó, khi bị vấp phải nhiều nghi ngờ vì không sao kê số tài khoản của nhà hảo tâm, nam MC đã đăng clip dài 12 phút để giải thích rõ ngọn ngành. Chiều 8 tháng 9, Hari Won đăng tải một status nói rõ việc bất đắc dĩ phải che tên các mạnh thường quân và khán giả ủng hộ tiền. Mình đã đọc hết sao kê vì lúc đầu phải tranh thủ xóa tên người gửi tiền. Vì luật sư bảo phải che thông tin cá nhân của họ. Mình xóa hết tên thì lại nghe là không được lộ cả số tài khoản người ta luôn. Biết vậy từ đầu đã lấy giấy che đi là đỡ cực. Mà nói gì thì nói, dạo này người ta lấy thông tin cá nhân và lừa nhiều, nên phải che cả số tài khoản, giữ an toàn chắc ăn cho người gửi tiền. Và định gạch thì bút lông nhà mình còn có 2 chiếc, không đủ xóa hết hơn 1.000 trang, nên phải lấy giấy che lại. Chứ thật sự muốn cho mọi người biết hết nội dung lắm. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự xúc động trước nhiều khán giả có tấm lòng thơm thảo hướng đến miền Trung giữa đợt bão lũ. Mình đã đọc rất nhiều người cầu nguyện cho miền Trung, lời tốt đẹp, lời ấm áp. Trong đó mình nhớ nhất một bạn gửi 30k. Trong đó bạn viết đại khái: em là sinh viên, em không có nhiều tiền, nên em nhìn ăn sáng một bữa và xin gửi. Đọc mà thương gì đâu. Mình muốn kiếm nội dung lại nhưng không đủ can đảm lục hết 998 tờ, nên thôi úp hình cái khác cũng là ấm lòng hen. Chúc cả nhà một ngày năng lượng đầy tích cực nhé. Bên dưới bài đăng, netizen để lại bình luận bày tỏ sự tin tưởng với vợ chồng nữ ca sĩ Hari Won. Cô nàng liền đáp lại: chị đã từng là người nhận quỹ từ thiện của trường, nhà thờ trong thời chị sống nghèo, nên chị biết rõ số tiền đó quý như thế nào, nên không bao giờ dám nghĩ lấy tiền đó dùng bậy. Nữ ca sĩ cho biết mình từng trải qua hoàn cảnh khó khăn nên thấu hiểu cảm giác cho người nghèo. Trong ngày hôm qua, ngày 7 tháng 9, Hari Won đã đăng tải ảnh chụp màn hình số tiền 10 triệu đồng mà nữ ca sĩ gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Kèm theo đó, bà xã Trấn Thành chia sẻ: nãy chồng em bảo sẽ chuyển khoản số tiền còn dư, mà con số đó chưa tới 10 triệu. Em nói, thôi gửi tròn luôn chứ đừng làm vậy. Xong em tự lấy số tài khoản em, tiền của em gửi luôn. Mà ổng nói, thôi anh muốn gửi số tiền kia và chụp màn hình lại cho khỏi ai nghi ngờ nữa. Nên coi như, dạ em gửi thêm 10 triệu. Dưới bài đăng, nhiều dân mạng để lại bình luận đồng tình với hành động của giọng ca Anh Cứ Đi Đi và ông xã. Cô cũng thức cả đêm để giúp chồng giải quyết giấy tờ sao kê ngân hàng. Nhiều dân mạng và sao Việt đã dành lời khen cho hành động của cặp đôi lần này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.